Tay nghề bắn súng của Johanna vô cùng tốt, bắn phát nào trúng phát đó. Bắn xong còn giả vờ trêu đùa khiến các sĩ quan đều sợ hãi. Nhanh chóng che đi phần quan trọng nhất cơ thể. Không chỉ như vậy, Johanna còn có thể dùng tay không leo lên tầng. Cô giỏi nhất là lặn. Chỉ cần không có người gọi, Johanna có thể ngâm mình dưới nước cả ngày mà không sợ sặc. Và điều khiến Johanna có thể tồn tại ở đội đặc nhiệm khắc nghiệt này hoàn toàn là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Cha của cô là bộ trưởng bộ tài vụ, nhưng chồng chưa cưới là người nghèo không một xu dính túi. Mặc dù là cô tiểu thư sống trong nhung lụa, nhưng Johanna lại quyết đi theo con đường chính nghĩa. Vì thế cô đã lựa chọn thi vào trường cảnh sát, hơn nữa còn liên tục viết đơn xin vào đội đặc vụ, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Nhưng cô là cô gái mang trong mình hoài bão lớn. Cô nghĩ thứ mình thiếu không phải là năng lực mà là cơ hội để thể hiện bản thân. Hôm đó Johanna đang làm nhiệm vụ nhận được thông báo, nói có bọn cướp giả làm người vận chuyển tiền. Chúng đang cướp súng ở ngân hàng, cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ lỡ. Johanna lập tức tăng tốc chạy đến trước cửa ngân hàng. Mau đi đi, có người đang cướp súng ngân hàng. Sau một loạt hành động tốt bụng, Johanna không chỉ thành công tiễn đám cướp đi, mà còn đánh giám đốc ngân hàng ngã xuống đất. Nhưng không sao cả, hiện trường vẫn có một khẩu súng mà tên cướp đã từng cầm. Dựa vào dấu vân tay trên đó có thể bắt được đám cướp. Thông qua dấu vân tay và chứng cứ của những người chứng kiến, cấp trên luôn cho rằng cô và đám cướp kia là cùng một ruột nên đã đuổi việc. Johanna không có việc làm, rảnh rỗi đến mức khó chịu, mỗi ngày đều lấy anh bảo vệ của cha ra luyện tập. Thấy cô con gái yêu quý bức bối, bộ trưởng nhanh chóng tìm đến đội trưởng đội đặc nhiệm. Nói thế nào cũng muốn đưa Johanna vào đội đặc nhiệm. Đội trưởng nói chuyện này có chút khó khăn, hay là tặng cho đội chúng tôi một con chó đi, tôi bảo đảm có thể huấn luyện nó trở thành chó cảnh sát tốt nhất. Bộ trưởng nói anh xem thế nào tốt thì làm, dù sao tôi cũng không muốn gửi trợ cấp cho đội đặc chủng binh nữa. Đội trưởng cứng rắn lập tức đứng dậy rời đi, và sáng hôm sau, Johanna đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển đội đặc nhiệm. Nghe nói đội sẽ có một phái nữ, người phụ trách huấn luyện có chút không vui không muốn để cô gia nhập. Đội trưởng nói tôi đã nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô ấy, vô cùng xuất sắc. Vậy sao, để tôi xem coi. Cho tôi xem nào. Dù sao cũng không thể phản kháng, vậy chỉ có thể chấp nhận số phận vậy. Sau một thời gian huấn luyện, anh phát hiện ra Johanna thực sự xuất sắc. Không chỉ là tay súng cừ khôi mà bất cứ trường hợp nào cũng không hoảng loạn. Hôm đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một đặc nhiệm đã bị trọng thương. Bộ trưởng nghe xong vô cùng lo lắng. Ông gọi đội trưởng đến nói cuộc sống của họ thực sự quá nguy hiểm. Nhỡ đâu tên nào đó dũng cảm dám hại con gái yêu quý của tôi thì phải làm sao? Anh mau chóng sắp xếp con bé vào vị trí an toàn chút. Sau đó Johanna liền bị phái đi làm vệ sĩ cho Tổng thống. Kết quả cô thì an toàn nhưng Tổng thống suýt đã đi đời. Là một nữ đặc nhiệm, nhiệm vụ của Johanna chính là bảo vệ sự an toàn cho Tổng thống. Bộ trưởng Bộ Tài vụ thấy con gái mình đi rất gần với Tổng thống, đột nhiên có chút dự cảm chẳng lành. Nếu làm không tốt Tổng thống khéo phải từ chức nhiệm kỳ. Johanna thực sự không làm ông thất vọng. Johanna vừa nhìn thấy Tổng thống bước xuống đã nhanh chóng đi đến. Sau đó cô túm chặt cổ Tổng thống kéo ông ấy đến bên cạnh chiếc xe. Cô gái này đúng là mạnh mẽ nha. Chỉ vài phút đã khiến Tổng thống như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về. Thấy việc vệ sĩ không phù hợp với Johanna, đội trưởng liền sắp xếp cho cô đến phòng nghe lén. Vốn cho rằng Johanna sẽ tự động rút khỏi đội đặc nhiệm vì quá nhàm chán. Ai ngờ Johanna vừa nhìn thấy các thiết bị nghe lén cảm thấy vô cùng hứng thú. Lúc đó đối phương muốn gọi điện đặt đồ ăn. Johanna là người nghe lén nhưng lại chót kết nối điện thoại. Quán của cô có món gì ngon? Có đùi quay, salad thịt bò, hoa quả, còn có cá hố nữa. Cá hố? Cá hố là khẩu vị mới của chúng tôi, anh có muốn dùng thử không? Cho tôi một suất thịt bò đi. Cô ghi lại địa chỉ nè. Không cần đâu, tôi biết mà. Lần trước tôi đặt vẫn nhớ sao? Đúng vậy. Không còn cách nào khác, Johanna chỉ đành cải trang thành người giao hàng đến đưa đồ ăn. Nhưng khả năng diễn xuất của cô rất nhanh đã bị đối phương phát hiện. May mà cô nhanh tay phản đòn trước, chỉ vài cú đánh đã hạ gục đối phương khiến chúng không thể phản kháng. Nhờ chuyện này, Johanna thuận lợi thông qua kỳ thực tập, trở thành một nữ đặc nhiệm vụ thực thụ, còn được chính đội trưởng trao giải. Tôi không thể xuống tay nổi, cha cô ấy là bộ trưởng. Rất nhanh đội đặc nhiệm nhận được một nhiệm vụ mới. Một tổ chức khủng bố đã tấn công đánh lén buổi bán đấu giá. Hiện tại bên trong tòa nhà có 3 tên tội phạm và 12 con tin.
Nghĩ đến sức tàn phá mãnh liệt của Johanna, đội trưởng liền sắp xếp cho cô một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Đó chính là thay bộ quần áo bình thường đi đến quán trà sữa đối diện. Tùy ý chọn một loại để uống. Đúng 5 giờ chiều tan làm, ông ấy vẫn lo sợ Johanna sẽ làm hỏng chuyện, nên cuối cùng vẫn quyết định chèn ép thực lực của cô. Cô gái này mặc dù bên ngoài mặc áo khoác nhưng bên trong lại mặc bộ cảnh phục. Vừa hay cô bị tên cầm đầu băng đảng khủng bố ngồi bên cạnh nhìn thấy, hắn ta nói mình là đặc vụ cấp cao của Cục Tình báo Trung ương. Hiện tại cần biết tình hình ở nơi này. Sau đó Johanna thực sự tin hắn ta, liền miêu tả toàn bộ kế hoạch cho đối phương nghe. Tên cầm đầu vội vã tiết lộ cho đồng bọn, giờ thì đồng đội của cô thảm rồi, vừa mở cửa đã bị bọn khủng bố chĩa súng uy hiếp. Sau một hồi đấu súng kịch liệt, ba tên khủng bố đã bị trừ khử. Phía bên đội đặc nhiệm cũng có đồng đội bị bắn vào đầu. Có điều cũng may viên đạn trúng vào mũ bảo vệ, viên đạn chỉ làm chảy sát bên ngoài cơ thể, nhưng tạm thời không thể đi làm được rồi. Thế là Johanna liền chủ động tiến lên trước, yêu cầu thay thế đồng đội tham gia vào lần vây bắt tiếp theo. Huấn luyện viên nghe xong thực sự thấy suy sụp, nhưng cũng không còn cách nào khác, họ đang thiếu người mà. Kết quả trong lúc hành động, súng của cấp trên đột nhiên hết đạn, thấy đồng đội sắp đi đời, Johanna kịp thời lao đến nhắm chuẩn bắn trúng tên khủng bố. Đối mặt với ơn cứu mạng, anh ấy đột nhiên cảm thấy cô gái này cũng khá được đó. Nhưng anh rất nhanh đã hối hận rồi, bởi vì chuyện mà Johanna làm tiếp theo suýt chút nữa đã hủy hoại toàn bộ châu Âu. Trên đường phố Paris đang diễn ra cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT, nhưng lại xuất hiện hai cô gái trông khá kỳ lạ. Vừa hay Johanna đưa bà ngoại đi qua. À, tôi nhận ra anh không phải đặc vụ cấp cao đó sao? Sao lại cosplay vào đây chơi? Tên cầm đầu nói chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ bí mật cần phải hóa trang. Lúc này một đoàn cảnh sát đi đến, nói thành viên của băng đảng khủng bố đã cướp mất trang sức có giá 3 triệu đô. Tất cả mọi người đều cần kiểm tra. Johanna lập tức rút ra các nghề nghiệp nói tôi là đặc nhiệm. Họ là đặc vụ không cần kiểm tra. Cứ như vậy Johanna một lần nữa cứu giúp đám phần tử khủng bố. Sau đó cô đưa hai người về nhà mình, nói muốn mời họ ăn bữa cơm. Nói một hồi, Johanna bắt đầu liên thuyên kể chuyện. Cô nói cuối tuần cần chuyển một lượng lớn vàng kim, mà cùng lúc đó, quan chức cấp cao Đông U sẽ tổ chức cuộc họp bí mật ở lâu đài. Nếu lúc đó bị phần tử khủng bố tấn công, vậy toàn bộ Đông U xem như bị phá hủy rồi. Tên cầm đầu nghe xong vô cùng kích động muốn hỏi chi tiết, đây là bí mật tôi không thể nói ra. Mặt khác, bộ trưởng Bộ Tài vụ đang bàn bạc với người của đội đặc nhiệm. Ông nói cuối tuần này rất có thể sẽ có người đến cướp vàng, nên ông yêu cầu đội đặc nhiệm phải bảo vệ trên cả hành trình. Lúc đang hành động, Johanna nghe thấy lời phát biểu của Tổng thống Serbia qua đài. Sao khẩu âm này giống với đặc vụ hôm qua thế? Không phải anh ta nói mình là người Samoa sao? Sau khi dùng chiếc đầu với IQ vô địch 250, cô đột nhiên thông minh trở lại, lập tức báo cáo tình hình với đội trưởng. Cô nói đám phần tử khủng bố có thể đã lén đến hội nghị thượng đỉnh ở Đông U rồi. Đội trưởng nói cô đừng nói bừa nữa. Chúng sao có thể biết chuyện này chứ? Câu trả lời này khiến Johanna sững sờ không biết trả lời thế nào. Cô không thể nói chính mình đã nói cho chúng biết, dù sao có nói ra cũng không ai tin. Johanna liền một mình đến lâu đài, vừa tiến vào cô đã nổ súng, sau đó dí súng vào đầu cha mình, cũng là bộ trưởng bộ tài vụ. Yêu cầu mọi người lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ tự biến mình thành cô nhi. Chuyện bất ngờ ập đến ai không sợ hãi chứ, thế là tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy đi. Cùng lúc này, đám phần tử khủng bố thực sự đã đến. Chúng nhân lúc pháo hoa rực rỡ, trực tiếp khai hỏa tấn công lâu đài, chỉ vài giây sau lâu đài đã nổ tung. Cũng may Johanna đưa cha mình đi trốn kịp thời nên không ai bị thương. Chính vào lúc đám phần tử khủng bố tiến vào kiểm tra, đội đặc nhiệm cuối cùng cũng đến. Hai bên xảy ra tranh đấu kịch liệt bên trong lâu đài. Cuối cùng đã đến lúc Johanna đối đầu với tên cầm đầu. Dù sao cũng không còn đường lui, hai người chỉ đành đấu trận quyết chiến. Kết quả trần nhà sụp xuống, tên cầm đầu cứ thế bỏ mạng. Nhờ chuyện này, Johanna nhận được danh hiệu nữ anh hùng dũng cảm không sợ chết. Hơn nữa còn được đích thân tổng thống trao giải thưởng, nên mới nói cho dù bạn là tiểu thư nhà giàu hay công chúa thượng lưu, muốn thành công đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân.